Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu mẹ. Không có tình yêu nào cao cả hơn bằng tình mẫu tử. Mẫu tử vô thường. Nhân ngày lễ Hiền Mẫu, Phương Trang xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một nghệ thuật cắm hoa chủ đề về mẹ do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, trụ trì chùa Bảo Quang thực hiện qua hai ý nghĩa: mẹ của đời thường và mẹ trong góc nhìn của nghệ thuật. Phương Trang xin mời quý vị cùng theo dõi. Con xin kính chào thầy. Thưa chào cô Phương Trang và chào quý vị khán giả của Đài Lý Đô Sài Gòn. Dạ. TV. Chúng tôi đứng cái góc độ, một góc độ trong cái vườn chùa Bảo Quang để thực hiện một kiểu hoa mang chủ đề, tức là chúng ta chuẩn bị nói về ngày mẹ. Như cô Phương Trang vừa giới thiệu, ngày mẹ là một cái ngày thiêng liêng. Mẹ là cái gì hết sức là cao cả, như biển, như núi, như bầu trời bao la. Mắt mẹ là mắt cả bầu trời, còn mẹ là còn tất cả. Thì đó là những cái câu mà người ta ca ngợi để vinh danh mẹ. Hôm nay chúng tôi thực hiện một bình hoa này để cống hiến quý vị khán giả theo dõi cái môn nghệ thuật cắm hoa. Thế thì nói đến nghệ thuật cắm hoa thì nó có rất là đa dạng. Các trường phái của Nhật Bản cũng đa dạng. Nhưng mà nói về trường phái Tây Phương có lẽ là đơn giản hơn. Đơn giản nhưng mà không phải đơn giản. Bởi vì là người Tây Phương á, là biểu thị cho sự giàu có. Cho nên cái bình hoa của người Tây Phương á, cấu trúc bao giờ cũng đồ sộ và thực hiện tứ diện. Cho nên nhìn vào cái bình hoa người ta biết là người Tây Phương, hay cái văn hóa Tây Phương nó đa dạng và nó phong phú, cũng như là cái văn hóa rất là giàu có. Thế thì bây giờ chúng tôi không để mất thời giờ, và đến một cái phần nào thì chúng tôi giải thích phần đó. Tây Phương thì chúng tôi giải thích về Tây Phương, và Đông Phương chúng tôi sẽ giải thích về Đông Phương. Tuy nhiên trước mặt tôi là cái bình hoa chuẩn bị cắm về cấu trúc về văn hóa Tây Phương. Thì trước hết chúng ta phải có cái bình, rồi sau đó chúng ta cũng có một số hoa. Mà hoa là như cô Phương Trang giới thiệu về cái chủ đề về mẹ, cho nên chúng ta phải dùng hoa hồng để thực hiện bình hoa này. Do vậy mà quý vị theo dõi chúng tôi đang thực hiện. Ví dụ trước hết tất cả những cái thứ này nó ở ngoài vườn hoặc là chúng ta mua. Chẳng hạn đây là một cái cành lá mà nó nằm trong vườn. Thì chúng tôi muốn thực hiện cái bình này cho nó có ý nghĩa, nó mạnh, nó bao cái hoa hồng đó, nó bao bọc cái cây sứ này. Đây là cây sứ rất Việt Nam. Thì chúng tôi bắt đầu thực hiện. Đó là một cái điểm tựa. Thế thì không có gì khó khăn hết. Bây giờ dùng tới như chúng chủ đề mẹ thì chúng tôi dùng hoa hồng. Thì bắt đầu chúng tôi phải thực hiện những cái hoa hồng này trước. Trước hết là chúng ta phải nhìn cái cành lá nào mà nó úa hay là nó không còn tốt á, thì chúng ta phải cắt xén bớt. Và dĩ nhiên là chúng ta khi thực hiện thì chúng ta phải lấy tỷ lệ sao cho nó cân xứng, chứ không thể là mình cắt cục quá thì mình không nói được. Nhưng mình cắt một chút rồi mình đo vô, chẳng hạn mà nó thiếu mình cắt chút nữa thiếu rồi mình cắt nữa. Mình không nên cắt mà nó lố đi là mình không nói được, nhưng mà cắt dư thì mình còn cắt thêm được. Như vậy là quý vị đã thấy được rồi. Nếu mà nói là như vậy là thấy được, nhưng mà mình cắm theo kiểu Tây Phương mà mình cắm hơi đậm hơn. Thế thì cái bình hoa này nó muốn làm cho cái bình này nó bớt đi, thì chúng ta phải thực hiện là làm cho cái bình này nó nhẹ hơn đó, trước khi chúng ta cắm hoa thêm. Thưa thầy, có phải cái nhánh giữa là nhánh chính của bình hoa phải không thưa thầy? Biểu trưng cho mẹ là tình hồng. Thương là cái gì hết sức là cao cả mà ta thường dùng hoa hồng để biểu trưng cho cái tình mẹ. Hoa hồng là quốc hoa Việt, quốc hoa của Hoa Kỳ nha. Thành hoa hồng là cái đặc trưng. Nói đến hoa là chúng ta phải học cái đặc tính của hoa. Hoa cúc, hoa hồng, hoa lan chẳng hạn có đặc tính riêng. Nhưng mà hoa hồng là, thì ta thường nói là Mỹ đặc trưng cho cái tình yêu biểu tượng tình yêu. Và cũng là theo như tôi, chỗ tôi hiểu mà không sai lầm á, là giống như cái quốc hoa mà Mỹ đã chọn để làm cái biểu tượng.
Theo thầy, cái sự khác biệt của nghệ thuật cắm hoa Tây phương và cái nghệ thuật cắm hoa theo kiểu Đông phương thì nó khác biệt nhau thế nào? Cái kiểu mà Đông phương nó nhẹ nhàng. Dạ. Có vẻ siêu thoát. Triết lý hơn. Còn Tây phương thì họ làm cho có vẻ cầu kỳ. Cái đường nét hay là cái sự cấu trúc nó rất là mạnh, nó rất là đồ sộ. Dạ. Hai cái khác biệt ở đó, thì nếu mà có cơ hội đi vô từng trường phái tôi sẽ phân tích cho nó rõ hơn. Ví dụ quý vị thấy cái bình để trơ mà bây giờ chúng ta lên như vậy là thấy cái bình nó khác đi. Đó là lý do mà chúng ta phải có một cái những cái cành hoa điểm. Dạ. Đó, ví dụ để gì để quý vị thấy nó khác đi. Chúng ta phải đo bằng tầm mắt cho nhanh chóng thì chúng ta mới có thể thực hiện một bình hoa nhanh. Còn nếu mà trình độ mình không có thì mình làm rất chậm thì nó lại chậm đi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi lên hoa. Đó, quý vị thấy nhìn là cái này nó nhìn như vậy là để khi mà chúng ta chuẩn bị là lên hoa là lên tứ diện. Tứ diện là đứng mặt nào cũng nhìn được hết, gọi là tứ diện. Còn việc theo kiểu Đông phương thì cắm một diện. Bây giờ chúng ta bắt đầu dùng hoa hồng này chẳng hạn như là một bà mẹ mà ví dụ làm sinh nhật cho bà mẹ thì người con là chọn bao nhiêu cái đó hoa hồng và mình chuẩn bị cho mẹ mình một cái gì đó nó có tách riêng tư thì là mình chuẩn bị khác. Còn ở đây là có tính cách đại chúng mà thì chúng tôi cấm theo đại chúng. Khi mình hoàn tất một cái bình hoa như vậy đó thầy, mình có đòi hỏi là mình phải lệ thuộc bao nhiêu nhánh hoa, bao nhiêu những cái hoa điểm cho bình hoa như thế nào thầy, hay là mình cấm không, theo cái tình thích của mình? Ví dụ là ví dụ mình cấm hai hoa này. Dạ. Mình nói cho đôi bạn chẳng hạn thì mình có quyền cấm chừng hai hoa này thôi. Dạ. Rồi mình đệm những cái hoa này là dùng để đệm cho làm cái tôn quý cái hoa này lên thôi. Dạ. Còn nếu mà mình cấm thêm là không sao, không có gì trở ngại hết. Là theo cái sở thích và cái sở thích là cái nhu cầu mình nói cái chủ đề đó. Dạ. Nhưng mà ở đây tôi cấm cái bình hoa này mang cái đường nét cấu trúc Tây phương. Cho nên tôi phải cấm nhiều hoa trong cái bình này, nhiều hoa hồng. Mà để nó nhìn tứ diện. Dạ. Nếu mà cái bình hoa này mà mình cấm thẳng quá, cái góc độ mình cấm thẳng quá thì nó không đẹp. Bao giờ nó cũng phải diễn tả xuyên chừng 5-10 độ. Dạ. Hoặc là 15 độ để thấy là nó cái phần xuyên cái chính này nó phải xuyên từ 10 đến 15 độ chẳng hạn thì nó đẹp hơn là mình cấm thẳng lên. Dạ. Và trong cái trường hợp nào mà mình sẽ cắm cái bình hoa với cái góc nhìn cái độ nó khoảng là 35 độ, 45 độ và 15 độ đó thầy, là mình trong trường hợp đó cắm là đây. Cắm này bây giờ nó nói về trường phái nó xuyên qua chút về trường phái Akebana chẳng hạn. Nó bao giờ nó cũng cắm là ba cành rồi. Dạ. Nó cắm theo độ tam giác. Dạ. Tức là cái cành cao nhất là biểu trưng cho thiên. Dạ. Nhân là người. Địa là đất thì nó phải góc độ không? Cao và cái này thấp hơn một chút là so cái này nó xuyên 15 độ về độ xuyên. Dạ. Cái này nó thấp hơn khoảng khoảng 2/3. Dạ. Còn cái này là nó thấp hơn là khoảng 1/3 chỗ này, 1/2 cái này. Dạ. Thì nó có cái nguyên tắc chút như vậy. Dạ. Thì cái người mà học nghệ thuật cắm hoa cũng phải biết cái phần này để mà tức là vô nếu cắm ba hoa nó khác đi, hai hoa nó khác đi. Dạ. Bắt đầu nó khác đi, nó biến thể, bắt đầu nó biến thể thì bắt đầu mình cho nó biến thể. Đây là hoa cúc trắng không? Dạ, hoa cúc trắng. Như vậy là cái hoa này cần phải đệm để cho cái hoa hồng nó tôn quý lên. Dạ. Tôi lặp lại, cái phần hoa hồng là chính của chủ đề mẹ. Nhưng mà những cái hoa này là phụ thuộc để cho thấy những cái đó hoa hồng nó tôn quý lên. Vì thế là mình phải bắt đầu dùng cái hoa đệm. Hoa đệm mình phải dùng như thế nào để cho nó
nó mét với nhau, mình không có dùng mà nó chọi với nhau thì nó không hay, phải không? Dùng sao cho nó giữa cành lá hoa nó mét với nhau, nó nhìn ra cành này đó, bạn còn nó rất là cứng so với cái hoa này, nhưng mà nó rất là thi vị, nó rất là đẹp mắt, hay là nó rất là có một cái gì đó rất ấn tượng cho cái ba những cái hoa này nó đẹp hơn. Và ngay cả màu sắc mình cũng dạ, lựa chọn một cách hai hoa. Lựa chọn hai hoa. Dạ. Nếu mà mình cho nó lè lạc quá thì nó lại mất đi cái thẩm mỹ của nó. Dạ. Cái chiều sâu. Dạ. Và đặc biệt những cái nhành hoa điểm nó sẽ cái màu sắc nó thế nào thì nó sẽ nhu hơn so với lại những cái nhành hoa chính, phải không ạ? Dạ. Rất nhanh chóng ha quý vị. Nhìn thấy nếu mà mình không biết làm, mình không biết cắt xén, mình đo lường bằng cặp mắt không được thì nó chậm lắm, nhưng mà hãy đo lường được rồi nó vô rất là nhanh. Do vậy mà nó không có đặc định ở một cái gì hết, mà nó đòi hỏi bộ óc sáng tạo của mình nhanh nhìn nhanh, và như thế này như thế khác mình để làm sao cho nó nhanh. Đó, bây giờ nó lên đó hoa đệm. Và với một cái góc nhìn tất cả đều phải gắm vô nước để cho cái hoa nó chịu đựng được. Ở trong có một miếng xốp. Và như vậy quý vị cứ nhìn qua rồi nó bắt đầu nó lên, từ nó lên thì nó sẽ thấy đặc biệt. Thầy, với một góc nhìn của một nghệ thuật, một người cắm hoa, thầy, mình đã đến đây là cái thằng phần này mình đã hoàn thành khoảng bao nhiêu phần đấy hả? Dạ, trong cái được phần nữa rồi. Được phần nữa dạ. Rồi ạ. Dạ. Bây giờ mình nói để như mình đem lên bàn mình để vẫn đẹp thì thường. Dạ. Nhưng mà mình muốn cái chủ đề này đi triển lãm thì cái góc độ người ta nhìn, hay là cái nhìn cái sự đặc biệt của nó, hay cái nét đồ sộ của nó hơn nữa, thành ra mình cứ biến thể dần dần nó thành dạ. cái gì mà nó khác với cái phần này. Dạ. Cũng có nghĩa là nó phong phú hơn, hoa nó đẹp hơn và nó đặc biệt hơn. Để cái này phải đệm, mình phải đệm. Bây giờ mình dùng hoa hồng thêm. Yeah. Mình có thể dùng có thể 5 cái cũng được, hoặc là mình dùng số 8 cũng được, hoặc là số 9 cũng được. Và nói theo phong phú chú, có vẻ phong phú chú là số 8 á. Thường thường mình nói người Tàu người ta nói là số lucky, nhưng mà người Việt Nam mình cũng hay dùng như vậy. Số 9 đó, nó quẹt cái quẻ, nó ở trong cái quẻ dịch đó, số 9 đó thường thường là người ta giống như là chọn cái may mắn cho con cái ăn học, thì thường thường là nó có ảnh hưởng về cái phong thủy chút. Thì đôi khi người ta chọn lựa cái số này á, như vậy là cái góc độ nào người ta muốn á thì người ta có thể chọn con số này ở trong cái bồn cá, ở trong cái chậu nuôi cá cho đẹp á, hoặc giả là ở trong cái góc độ và cây cao cối người ta trồng, thì cái số 8 với số 9 nó rất là lucky cho cái vấn đề làm ăn trong gia đình. Đó là nó xuyên qua cái gì mà nó khác ngoài cái cắm hoa. Bây giờ bắt đầu mình thêm thì nó vẫn không làm cho cái bình hoa này thiếu cái gì đẹp nó có nó. Cầm cái hoa lên mà chúng ta thấy là cái cạnh hoa, mà cái cánh hoa nào mà nó hơi bị úa rồi người ta phải ngắt. Đặc biệt với hoa hồng thì dạ. Phải cắt đi. Cái này tôi đang cắm tứ diện nha. Đó. Như vậy là khi mình cắm một bình hoa theo chủ đề thì mình không cần, ngoài những cái bông hoa cây cành, mình không có đòi hỏi là phải theo bất cứ một cái chủ đề đó, nghĩa là mình phải lệ thuộc vô bất cứ một cái gì đó. Không lệ thuộc gì hết đó. Và tùy theo người. Nếu mà mình cắm hoa có chủ đề á, dạ, thì mình phải chọn cành chọn lá. Ví dụ là lá, cây lá nó có đặc tính của cây lá, rồi hoa nó đặc tính của hoa, mình phải nghiên cứu cái đó để mình cắm một bình hoa chỗ có chủ đề. Dạ. Còn nếu mà cắm cho đẹp hay là cắm
mà có tính cách tự do, tự do và cấm tính cách mỹ thuật và phối hợp với nghệ thuật ấy, thì nó không đòi hỏi mấy cái đó. Đó, nhưng mà cái này nó rất cần. Nó nó không là gì hết, nhưng mà đem vô nó làm cho bình hoa nó nhẹ hơn, nó dịu hơn liền. Vì thế chúng ta phải dùng tới cái hoa đệm này. Dạ. Thấy không? Nó khác, khác đi. Nó khác đi, nó khác đi là nó khác đi liền. Cái nhành hoa đệm này là con thấy lạ quá thầy. Thấy không? Cái... Bây giờ nếu mà không có cái đó nó khác đi. Bây giờ có nó khác đi. Ví dụ cái đệm này cũng lợi hại trong bụng mình hoa. Những cái cành lá mà đệm nó cũng quan trọng. Chứ không phải là hoa không. Quý vị thấy khác không? Khác đi phải không ạ? Cái này là đang mô tả về tứ diện là phải. Phải đi tới như thế này nó mới thành tứ diện được. Rồi, rất là đặc biệt cái lá này đây. Dạ, nó là một loại. Cho nên á, khi đi cái người mà chuẩn bị design một bì hoa cho đẹp á, đặc biệt á, đi mua hoa phải biết mua hoa loại gì, đi chọn lá phải biết chọn, nhìn cái là thấy bắt mắt liền, tức là cái đó nó có thể làm cho bình hoa đặc biệt hơn, thì mình chọn ha. Quý vị hồi nãy chưa cắm cái này vô thấy nó khác không? Bây giờ vô thấy nó khác, nó làm cho bình hoa nhẹ hơn. Right. Đây là chúng tôi lặp lại là đang thực hiện một cái kiểu hoa theo cái trường phái Tây phương tứ diện, cho nên cái bình hoa này chúng tôi bắt đầu làm cho nó đặc biệt hơn. Bắt ở một góc cạnh nào mình cũng có thể thấy được. Có thể dùng 8 rồi 9 hoặc là 12 cũng ok luôn. Cái hoa này không giới hạn. Đó, những cái cành, những cái hoa nó như vậy là mình phải lấy đi. Thấy không? Dạ. Tức là cái này nó phải mỗi cái nó thấp hơn chút nó coi được hơn. Khi mà dài là mình cắt lên, mình cắt thêm thôi. Và để thực hiện một bình hoa như vậy, khi mà mình chọn bông và nhánh hoa cũng như bình hoa, mình phải được lựa chọn trước khi bắt đầu mình chuẩn bị để mình cắm với thầy. Có những trường hợp là mình chu đáo thôi. Còn nếu mà mình ra vườn hái hoa dại mình vô cắm được không? Được luôn. Nhưng mà mình phải nhảy mình cảm nhận xúc cảm cái giữa cái kiểu hoa, giữa cái gì mình muốn làm á. Mình dự bị trước là mình lấy hoa dại mình vẫn thực hiện bình hoa đẹp thôi. Chứ nó không nhất thiết là mình phải đi mua hoa. Đó, bắt đầu quý vị thấy nó biến thể nó là nó thành một bình hoa gọi là tứ diện. Ở trường hợp này quý vị cắm một cái hoa vô mà lỡ nó gãy rồi phải lấy ra, không thể để tiếp tục chèn nó vô mà ép nó phải đứng đó, thì nó sẽ làm cho cái bình hoa có thể cái hoa nó héo nhanh và nó không còn đẹp. Vì thế người ta thường người ta cắm một bình hoa mà khi mà hoa tàn người ta phải giấu nó ngay liền, tức là bình hoa nghệ thuật ta phải giấu ngay, tức là khi nó phản nghệ thuật thì nó kỳ lắm. Tại vì thế người ta biết chơi nghệ thuật cắm hoa là khi nó bắt vào vừa tàn là giấu nó đi, mang nó đi, không thể để
Do vậy mà khi mình cắm vô mà nó bị gãy hay là lấy ra, mình phải hại hy sinh nó. Chứ mình lại tiếp tục ép nó vô trong đó thì không được. Dạ. Thưa thầy, ngoài ra ngoài cái phương pháp cắm hoa theo kiểu Tây phương rồi Đông phương, và còn có theo cái trường phái của cắm hoa Nhật Bản đúng không thầy? Đông phương nói chung á, Đông phương. Dạ, trường phái Nhật Bản đó. Nhật Bản. Dạ. Nhưng mà trường phái Nhật Bản đó họ chia nhiều thành nhiều trường phái. Thì có dịp tôi sẽ phân tích cái đó kỹ lưỡng hơn. Dạ. Nhật Bản họ thực hiện từng mỗi trường phái nó có cái nét riêng. Bây giờ là quý vị thấy cái bình hoa nó trở nên đồ sộ khi nãy mà mình đang cắm một hoa hai hoa phải không ạ? Dạ. Bởi vì như tôi đã nói đó, mình cắm cái bình này là mang cái màu sắc, mang cái hướng chủ đề là ngày mẹ, mà nó có theo kiểu Tây phương. Thành người ta ví dụ là mình đi mang một cái nấm hoa như thế này. Mình mang nấm hoa như thế này mình cũng đi tặng một người mẹ của mình, một người bạn của mình phải không ạ? Thì thấy gì mình không mang cái đó, mình mang cái bình hoa này mình tới tặng thì hai cái sao, quý vị nghĩ sao? Khác nhau phải không ạ? Yeah. Do vậy mà cái vấn đề nghệ thuật cắm hoa nó có một giá trị như vậy. Bây giờ mình thấy vẫn được, hoặc là mình thêm nữa đi. Ok, mình cắm nhiều gì mà phải lặt lá bớt và cái hoa mình cầm lên thay vì mình cắt thẳng rồi đó, thì mình phải cắt xuyên gì để cho nó hút nước nha. Dạ. Xuyên ạ. Thì nó giữ được nó giữ nước được và nó hút. Dạ. Nước được. Hay nữa là nó có độ nhọn, mình cắm vô nó dễ hơn. Còn mình cắt bằng là cắm vô khó. Đó là lý do mà mình cũng phải học chút như vậy. Ví dụ góc độ này nó thiếu là mình điền vô cái hoa nó hay hơn. Mình coi, mình cắm xong rồi mình coi cái góc độ nó thiếu ở chỗ nào mà nó làm cho bình hoa còn khiếm khuyết. Mình phải điền vào chỗ đó để cho cái bình hoa nó đặc biệt hơn. Nhưng mà càng xuống thấp thì mà càng cắt thấp hơn. Chẳng hạn như là mình thấy là nó cái mặt này thiếu. Đó, mình cắm thêm. Cái này không giới hạn. Một bình bông mà khi mình đã cắm hoàn thành xong như vậy thì cái sự sống nó lát lon được bao lâu thầy? Cái bình hoa này có thể để một tuần lễ không sao hết. Dạ. Hoa hồng nó có khác gì với những hoa khác không? Nếu mà cắm theo kiểu Đông phương. Dạ. Đông phương thì thường họ cắm bằng trong á. Chứ trong theo kiểu Nhật Bản thì dạ, nó dễ bị héo hơn. Còn cắm này ở trong cái nó là một miếng xốp. Nó giữ nước và cái độ ẩm nó tốt hơn. Vì thế cái bình hoa này để một tuần lễ ít gì. Nhưng mà hoa hồng này để được tuần lễ cắm trong này. Nhưng mà còn loại hoa cúc nó có thể để hơn được. Đó là cái sự khác biệt giữa dạ, cái cắm mà theo theo cái trong và cái hoa. Nó có khác biệt như vậy.
Thế thì sau khi cắm bực bình hoa xong rồi, nhưng mà người mà hiểu nghệ thuật á, mang bình hoa này đi để vào một cái chỗ nào đó, mà cái chỗ đó là sao cái bé rau, tức là cái bé rau của nó màu sắc nhiều quá, nào là cái vải bông hoa, nào cái gì nó có nhiều hoa khác nữa, thì ta gọi là bình hoa này sẽ chết đi. Vì thế người ta bưng á, người Nhật Bản hay là người mà biết chơi về nghề thuốc hoa, ta bưng một bình hoa thế này để một cái chỗ trang trọng. Trang trọng chưa đủ mà ở cái background của nó, ở phía sau của nó là phải cái gì đó cũng rất là đẹp và nhu, và nó không phải là trỏi lại với cái hoa này. Đó là người biết cách. Còn nếu mà bưng bình hoa này lên để mình nghĩ là chỗ nào mình để cũng được á, thì ở sau nó là cái những cái màn cái gì á, nó bông hoa nó thêm nữa và nó làm chết cái này đi. Thành vì thế người ta có thể bưng cái này ta để lên một góc độ nào đó. Đó quý vị thấy không? Nó đây là tứ diện. Tứ diện tôi xin gọi là tứ diện. Tức là quý vị nhìn bên này nó cũng là nhìn được nữa không? Ok. Nhìn bên này quý vị thấy là nhìn cũng được không? Ok. Nhìn qua này quý vị có thể gọi là tứ diện. Nó phải như vậy. Còn nếu mà mình cắm Đông Phương thì nó khác đi, cũng do suy nghĩ của mình thôi. Thiếu ngày này thiếu đệm. Dạ, thiếu đệm. Như là khi mình đã thực hiện một bình hoa xong rồi, sau đó mình sẽ coi lại những cái chỗ nào mà nó còn thiếu. Chỗ mà thiếu rồi, dạ. Đó. Mình đệm á. Mình đệm những cái bông hoa vào những cái chỗ trống. Chỗ trống, đúng rồi, cho nó dạ, cho bình hoa nó hoàn toàn hơn. Thì kính thưa quý vị cũng vừa xem qua những cái hình ảnh mà chỉ trong vòng có 10 phút, 15 phút thôi mà Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã gửi đến quý vị những cái nghệ thuật cắm hoa theo kiểu Tây Phương với một chậu hoa hồng nhân ngày lễ vinh danh mẹ. Theo như con được biết rằng trong nghệ thuật cắm hoa, cái nghệ thuật cắm hoa nó cũng là tạo nên cho mình một cái nét đẹp, giống như là một cái ý nghĩa, một cái nguồn thơ, phải không thưa thầy? Dạ, dạ, đúng vậy. Bây giờ nói một cách rộng rãi, ngày xưa người ta ở vào thời cách đây 100 năm hoặc hơn nữa, người ta hỏi Việt Nam có nghệ thuật cắm hoa hay không? Thì có người nói là chúng ta chịu ảnh hưởng của Nhật Bản, chịu ảnh hưởng của Tàu. Nhưng mà tôi nói ngày xưa cách đây 300 năm, 200 năm về trước có nghệ thuật cắm hoa. Nhưng mà nghệ thuật cắm hoa nó chỉ phục vụ cho cung đình thôi. Vua chúa mới được thưởng thức những loại này chứ dân giả sao có tiền mà đi làm này. Ngay cả thời trước 75 cũng vậy nữa. Làm sao những người dân mà có đủ tiền để thực hiện? Quý vị muốn có bình hoa này như thế này tiền nhiều quá. Nếu người ta bấm cấm ta bán thì tiền cũng khá mà mua không nổi. Mà nếu mà là mình mua hoa mà mình thực hiện á thì là không có đủ tiền đó, đủ tiền cho con ăn học hay cho một bữa cơm. Mình lại thực hiện cái này là hơi khó không ạ? Dạ. Thành vì thế cái nghệ thuật cắm hoa nó bị giới hạn trong cái phạm trù cung đình. Ông hoàng bà chúa để thưởng thức thôi, không thể nào mà nó đi rộng rãi và nhân gian. Cho nên người ta cứ nói là nghệ thuật cắm hoa của Việt Nam nó chịu ảnh hưởng của Nhật Bản, nó bắt đầu từ đâu thì xin quý vị phải chịu có suy tư chút. Nghệ thuật cắm hoa nó có rất lâu, nghệ thuật cắm hoa Việt Nam nó có rất lâu, bởi vì có cung đình thì người ta tiếp khách ngoại quốc, phải không ạ? Tiếp khách thượng khách thì người ta phải dùng hoa rồi. Thì như vậy nó phải có chứ. Mặc dù cái văn hóa của mỗi dân tộc, cái nghệ thuật của mỗi dân tộc nó đều có cái thời kỳ phôi thai của nó. Nhưng phải có. Mình phải mạnh dạn để nhìn nhận cái điều đó. Chứ mình đừng nói mình chịu ảnh hưởng của Nhật, của Tàu, của này, của khác mà mình nghĩ là cái văn hóa của mình hồi thời đó chưa có. Tôi xin xác định là thời kỳ mà mấy trăm năm về trước có kể cả bonsai, kể cả nghệ thuật cắm hoa, kể cả non bộ, cây cảnh, điêu khắc, dạ, và những cái khác. Nhưng mà nói chung một cái chung trên thế giới này nó chịu ảnh hưởng với nhau, nó ràng buộc chịu ảnh hưởng nha. Nước này học nước kia, nước kia học nước nọ, phải không ạ?
cái văn hóa của Tây học của Đông một chút, của Đông học của Tây một chút, phải không? Nó mới thành cái gì gọi là đa văn hóa. Thì tôi nghĩ là trong bình hoa này cũng vậy thôi. Trong bình hoa này nó biểu trưng cho cái sự giàu có của Tây phương. Thành thế mà thấy bình hoa nó mang một cái gì rất là phong phú đó. Còn đông phương thì không cấm như vậy, đơn giản thôi, chừng 2-3 hoa thôi. Yeah. Nhưng mà quý vị ha, tứ diện. Thành quý vị đứng một góc độ nào, quý vị cũng nhìn được bình hoa này gọi là tứ diện. Tức là chúng tôi tạm thời giới thiệu bình hoa theo kiểu Tây phương. Yeah. Mang chủ đề vinh danh mẹ, hay là chúng tôi xin cấm bình hoa này dâng cho những bà mẹ Việt Nam. Ở Thiên Chúa giáo có mẹ Maria, ở Phật giáo có mẹ Quan Thế Âm, và ở Việt Nam chúng ta có mẹ Âu Cơ chẳng hạn, gần gũi với chúng ta, xin tiền, xin tình thương, xin mọi thứ thì mẹ sẵn sàng cho. Mẹ cho, đặc biệt là không đòi lại bao giờ, đó là cái tình thương của mẹ chan hòa, rộng lớn, bao la. Và chúng ta đáng kính phục, và chúng ta đáng làm một cái gì đó cho mẹ của mình. Cho nên ca dao Việt Nam có câu là: con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó là cái văn hóa Việt Nam là như vậy. Và cái văn hóa hay cái câu ca dao này nghìn đời nó còn vẫn còn có giá trị. Cho dù chúng ta sống trên một đất nước văn minh như nước Mỹ này, chúng ta vẫn còn thấy là tình yêu thương của mẹ là một tình thương rất lớn. Và người Tây phương cũng vinh danh mẹ, người Á Đông cũng vinh danh mẹ, cho dù có khác biệt một góc độ nào đó, tuy nhiên tình mẹ vẫn là cái tình thương bao la, cao cả và tuyệt vời nhất. Xin kính chào quý vị. Nếu có dịp chúng tôi sẽ cống hiến thêm nữa để quý vị có dịp chia sẻ và thưởng thức. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày mẹ rất là ý nghĩa. Yeah. Thì con cũng cảm ơn thầy đã gửi đến cho quý vị khán thính giả của Đài Lý Đô Sài Gòn TV một cái bình hoa theo kiểu Tây phương nhân ngày.